Toàn cảnh quốc tế sáng 28 tháng 9. Ông Trump gặp Tổng thống Zelensky ở New York, cam kết giải quyết chiến tranh Ukraine rất nhanh chóng. Hezbollah có thể áp dụng chiến thuật trong xung đột Nga-Ukraine để đối phó với Israel. Hoa Kỳ cáo buộc Iran tấn công mạng vào chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tân Thủ tướng Nhật muốn thành lập NATO châu Á. Quý vị đang theo dõi mục Toàn cảnh quốc tế thứ Bảy ngày 28 tháng 9 của Đại Kỷ Nguyên. Và ngay sau đây là nội dung của bản tin. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Trump Tower ở New York vào sáng ngày 27 tháng 9. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine nếu ông tái đắc cử. Ông Trump nói trước cuộc họp: "Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt và tôi cũng có mối quan hệ rất tốt, như các bạn biết, với Tổng thống Putin. Và tôi nghĩ nếu chúng tôi thắng, tôi nghĩ chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề này rất nhanh chóng." Tổng thống Zelensky lưu ý rằng ông hy vọng ông và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Trump có mối quan hệ tốt hơn so với nhà lãnh đạo Nga Putin. Ông Trump trả lời rằng cần có hai người để khiêu vũ. Sau cuộc họp, ông Trump nói với đài Fox News rằng ông đã học được rất nhiều từ cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Ukraine. Cựu Tổng thống nói: "Tôi nghĩ tôi không thay đổi quan điểm, cả hai chúng tôi đều muốn thấy nó kết thúc và một thỏa thuận công bằng được thực hiện. Nó phải công bằng. Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra vào đúng thời điểm. Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra. Tổng thống muốn nó kết thúc càng nhanh càng tốt. Ông ấy muốn một giao dịch công bằng diễn ra." Ông Zelensky cho biết rằng ông Putin đã giết rất nhiều người và tất nhiên chúng ta cần phải làm mọi cách để gây sức ép buộc ông ấy dừng cuộc chiến này. Ông ấy đang ở trong lãnh thổ của chúng tôi. Đó là điều quan trọng nhất. Ông ấy đang ở trong lãnh thổ của chúng tôi và làm thế nào để chấm dứt chiến tranh, gây sức ép buộc ông ấy hết mức có thể, chúng ta phải làm như vậy. Trong một bài đăng trên Truth Social vào cuối ngày 27 tháng 9, ông Trump đã biết rằng hai người đã có một cuộc họp tuyệt vời. Cựu Tổng thống viết: "Nếu tôi được bầu làm Tổng thống, cuộc chiến với Nga và Ukraine sẽ kết thúc nhanh chóng. Nếu không, cuộc chiến đó sẽ không bao giờ kết thúc và sẽ dần dần chuyển sang chiến tranh thế giới thứ ba." Chuyển sang thông tin liên quan đến tình hình tại Trung Đông. Theo tạp chí War, Hezbollah có thể dùng chiến thuật phóng loạt tên lửa và UAV mà Nga đã sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine để áp đảo hệ thống phòng không Israel. Ngoài hệ thống phòng không, các mục tiêu tấn công của Hezbollah còn có căn cứ quân sự quan trọng, cảng và lưới điện của Israel. Nhận định của tạp chí Phố Huân được đưa ra sau khi Israel triển khai không kích quy mô lớn vào Liban hôm 23 tháng 9 nhằm tiêu diệt các mục tiêu của Hezbollah. Nhiều thông tin cho rằng Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào miền nam Liban để đẩy lùi nhóm vũ trang Hezbollah. Hezbollah được đánh giá là một trong những nhóm vũ trang đáng gờm nhất thế giới. Theo đánh giá hồi tháng 3 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Hezbollah đã tích trữ số lượng lớn tên lửa với con số từ 120.000 đến 200.000. Ông Mesrop Kasemdian, giảng viên của khoa chính trị và nghiên cứu quốc tế Đại học SOAS London, từng nhận định Hezbollah có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Israel, bao gồm đường xá, địa điểm quân sự và sân bay. Ông Kasemdian nêu ý kiến: "Những cuộc tấn công kiểu này sẽ là một phần trong loạt phóng tên lửa kéo dài và có khả năng là cả bầy đàn UAV nhằm áp đảo hệ thống vòm sắt của Israel và khiến một số mục tiêu quan trọng tại Israel dễ bị tấn công. Do đó, cuộc xung đột sẽ gây ra tổn thất nặng nề không chỉ cho Liban mà còn cả Israel." Hồi tháng 6, chia sẻ với đài CNN, giới chức Mỹ và Israel cũng cho hay Hezbollah có khả năng sẽ phá hủy hệ thống phòng không vòm sắt ở phía bắc Israel trong cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác. Điều này tương tự như việc Nga phóng loạt tên lửa và UAV tấn công cơ sở hạ tầng ở Ukraine, mà trong một số trường hợp đã áp đảo hệ thống phòng không Ukraine. Các nhà phân tích còn cho rằng Hezbollah có thể còn học hỏi được kinh nghiệm khi hợp tác với quân đội Nga ở Syria. Viện Chính sách Cận Đông Washington nhận định trong một báo cáo hồi tháng 8, Hezbollah dường như đã học được khá nhiều từ quân đội Nga, bao gồm cả khả năng tiến hành chiến tranh tấn công cơ động. Trước đó vào tháng 11-2023, chính phủ Mỹ nghi ngờ tập đoàn lính đánh thuê Wagner có thể đang chuẩn bị cung cấp cho Hezbollah các hệ thống phòng không PantSea-1 của Nga. Trong một động thái khác, vào ngày 27 tháng 9,
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc 3 thành viên của quân đoàn vệ binh cách mạng Iran tấn công mạng vào chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump và cố gắng phá hoại cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Bản cáo trạng là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm chống lại các nỗ lực can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Ngày 26 tháng 9, Iran tuyên bố rằng những cáo buộc mà phía Washington đưa ra là vô căn cứ. Tổng trưởng lý Merrick Garland phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 9 rằng ba người đàn ông Iran Mersaud Jalili, Sayed Ali Ghamiri và Yasar Balaghi đã cố gắng phá hoại chiến dịch của ông Trump. Ông Garland nói, chúng tôi đang chứng kiến hoạt động mạng ngày càng hung hăng của Iran trong chu kỳ bầu cử này. Bản cáo trạng cho biết ba người đàn ông đã sử dụng tài khoản email giả để lừa một số quan chức chiến dịch tin rằng họ đang giao dịch với một nguồn tin đáng tin cậy. Sau đó dụ họ nhấp vào các liên kết cho phép tin tặc đánh cắp email và các tài liệu nội bộ khác, chẳng hạn như tài liệu chuẩn bị tranh luận và hồ sơ của các ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng. Sau đó, họ tiết lộ thông tin đó cho các phương tiện truyền thông và chiến dịch của Tổng thống Joe Biden khi ông vẫn còn là ứng cử viên. Washington cáo buộc 3 thành viên của quân đội Iran gian lận chuyển tiền, đánh cắp danh tính và gian lận máy tính. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng cho biết họ đang áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 3 người này cùng với một số thành viên khác của quân đoàn vệ binh cách mạng. Vào tháng 8, chiến dịch của ông Trump cho biết họ đã bị Iran tấn công nhưng các tin tặc lại không thể lấy được thông tin bí mật. Tuy nhiên, một số hãng tin đã cho biết họ từ chối công bố các tài liệu chiến dịch nội bộ được cung cấp cho họ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết những nỗ lực của Iran không chỉ giới hạn ở lĩnh vực kỹ thuật số. Một người đàn ông Pakistan nghi có quan hệ với Iran hồi đầu tháng này đã phủ nhận các cáo buộc khủng bố bắt nguồn từ những gì chính quyền Washington cho là âm mưu ám sát một chính trị gia Hoa Kỳ để trả thù cho vụ giết hại chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran vào năm 2020. Theo một nguồn tin, bị cáo đã chỉ đích danh ông Trump là mục tiêu tiềm năng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy người này có liên quan đến hai nỗ lực ám sát cựu Tổng thống Trump gần đây. Kính thưa quý vị, ông Shigeru Ishiba, người được chọn làm thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, có thể gây đau đầu về mặt ngoại giao cho Hoa Kỳ với cách đề xuất cải tổ liên minh chặt chẽ nhất của Tokyo bằng cách đưa Washington vào một NATO châu Á và đồn trú quân đội Nhật Bản trên đất Hoa Kỳ. Ông Ishiba, ngày 27 tháng 9 được bầu làm lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền. Ông đã phát thảo kế hoạch của mình trong một bài báo gửi cho Viện Nghiên cứu Hudson vào tuần trước. Ông lập luận rằng những thay đổi này sẽ ngăn cản Trung Quốc sử dụng vũ lực quân sự ở châu Á. Ông viết, việc không có hệ thống phòng thủ tập thể như NATO ở châu Á có nghĩa là chiến tranh có khả năng bùng nổ vì không có nghĩa vụ phòng thủ chung. Giống như nhiều chính trị gia Nhật Bản khác, ông Ishiba đã lên tiếng lo ngại về sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh các đảo của Nhật Bản. Tuy nhiên, ý tưởng về NATO châu Á đã bị Washington bác bỏ. Ông Daniel Crittenden, trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương cho rằng ý tưởng này có phần vội vàng. Ông Joseph Grab, một nhà phân tích chính trị tài chính tại Rothschild Advisory ở Tokyo nhận định ông ấy rất có kỹ năng về các vấn đề quân sự nhưng về mặt ngoại giao an ninh quốc gia ông ấy thực sự chưa thể hiện được nhiều. Tuy nhiên, ông Ishiba đã nhấn mạnh lại ý tưởng của mình vào ngày 27 tháng 9. Tân lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản phát biểu tại một cuộc họp báo rằng sự suy yếu tương đối có sức mạnh của Hoa Kỳ khiến một tổ chức hiệp ước châu Á trở nên cần thiết. Kể từ khi bại trận trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã tăng cường quan hệ với Washington. Mỹ cung cấp sự bảo vệ cho Tokyo bằng kho vũ khí hạt nhân và có một hàng không mẫu hạm, chiến đấu cơ và khoảng 50.000 quân tại Nhật Bản. Những thay đổi của ông Ishiba diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật Bản. Tokyo cũng đang tìm kiếm sự hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc và Úc, đồng thời xây dựng quan hệ an ninh với các quốc gia châu Âu, bao gồm Anh và Pháp, để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Phiên bản NATO châu Á của ông Ishiba gồm một tập hợp các hiệp ước ngoại giao và an ninh hiện có, bao gồm nhóm bộ tứ kim cương, thỏa thuận AUKUS và sự hợp tác an ninh sâu sắc hơn của Nhật Bản với nước láng giềng Hàn Quốc. Ông Ishiba cho biết liên minh an ninh mới thậm chí có thể chia sẻ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của Washington như một biện pháp răn đe đối với các nước láng giềng có vũ khí hạt nhân của Nhật Bản. Trong chiến dịch vận động trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 27 tháng 9, ông Ishiba nói ông muốn cân bằng lại liên minh của Nhật Bản với Hoa Kỳ, bao gồm cả việc giám sát chặt chẽ hơn các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Nhật Bản, một vấn đề gây căng thẳng thường xuyên với người dân địa phương. Trong bài viết gửi Viện Hudson,
Ông Ishiba cũng cho biết liên minh quân sự của Nhật Bản với Hoa Kỳ có thể được sửa đổi để cho phép Tokyo đồn trú quân đội ở Guam, lần đầu tiên kể từ năm 1944. Ông Rintaro Nishimura, cộng sự tại The Asia Group Japan, nói: "Tôi mạo hiểm đoán rằng điều đó sẽ không xảy ra. Có vẻ như ông ấy đang cố gắng thay đổi cơ bản mối quan hệ, nhưng không hoàn toàn theo cách tiêu cực." Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 9, một tòa án ở Hồng Kông tuyên án 3 người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam hơn 17 tháng tù vì kinh doanh nhà hàng không có giấy phép bán thịt chó và thịt mèo cho những người đồng hương tại đây. Theo tờ SCP, tại phiên tòa được xét xử ở tòa án West Kowloon, luật sư bào chữa cho 3 người Việt nói rằng thân chủ của bà không biết rằng việc bán và ăn các món làm từ thịt chó, mèo ở Hồng Kông là bất hợp pháp vì họ đến từ một quốc gia mà việc tiêu thụ những loại động vật này được chấp nhận. Đầu tháng trước, chủ quán ăn người Việt Trần Quang Tân, 51 tuổi, đã nhận tội kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không được cấp phép. Ông Tân cùng vợ mình Lê Thị Oanh, 44 tuổi, và con rể Nguyễn Mạnh Đạt, 26 tuổi, làm việc tại nhà hàng trong một căn hộ chung cư ở Mông Cô. Vào đầu năm nay, cả hai đã thừa nhận làm việc bất hợp pháp tại thành phố này. Theo SCP, cả ba bị cáo cũng thừa nhận tội bán thịt chó làm thực phẩm và sử dụng thịt chó mèo để tiêu thụ. Thẩm phán Gary Truman Horn nói rằng việc bán thịt chó mèo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm trầm trọng thêm tội làm việc bất hợp pháp tại Hồng Kông với tư cách là những người được cấp quyền, không bị trục xuất nhưng không có quyền làm việc. Lực lượng thực thi pháp luật đã tịch thu 35kg thịt chó mèo khi đột kích vào chung cư của các di dân Việt. Những túi thịt này được cho là đã được vận chuyển lậu vào Hồng Kông bằng đường thủy. Thưa quý vị, mục toàn cảnh quốc tế của Đại Kỷ Nguyên đến đây xin tạm dừng. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.